Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức những tác phẩm vô cùng độc đáo tại triển lãm cây cảnh tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Đầu tiên là một cây xanh có tên là Làng Quê Tôi của anh Hữu Phát, có số điện thoại là 0905 144455. Cây này độc đáo ở chỗ là chủ nhân chỉ lạc lá và đĩa trái, rất lạ tại triển lãm lần này. Cây này thì quá giòn, đây là một tác phẩm sạch cũng khá là nhiều vị khách đến tham quan để ấy đến cây sạch này. Chúng ta tiếp tục chỉ đấy một tác phẩm nữa. Cái này là cái xi bắp đỏ. Cái này được trồng trong một cái ao lớn và thả nước. Khoảng 1m8 tính từ mặt chậu lên. Tiếp theo là một cây ổi. Cây này có một phần trắng khá là độc đáo. Đây là cây ổi duy nhất mà có cái đường thân không? Cây ổi có cái đường thân đẹp quá. Dạ. Nuôi cây ổi này giữa này chứ không phải nó nuôi giữa chứ không phải cây ổi mà nó khó nuôi. Ổi sẻ nè, ổi gì vậy? Ổi mình nè chứ. Ngoài giấy hả? Cái ổ đây là được cái là cái đường thân của nó lạ. Cái giấy như này vẫn nó là lẻ cỡ 4 tỷ rưỡi thôi. Cái hoa giấy hả? Cái giấy cái thứ đó. Dạ dạ, tao cho biết cái đó rồi. Đẹp lắm, nhìn thấy cái thân nó luôn. Hoa giấy của như của Nghĩa Hành đó anh ta. Nó nằm đâu chỗ đây mà. Trưa nắng mà vẫn thích đi xem cây cảnh nào. Việt Nam mới có một làng mơ dọn lên. Giờ mơ là bế mọt rồi. Đẹp quá. Giờ cháu cũng không rõ nữa, nhưng mà cũng lớn tiền á. Đây là tác phẩm ổi ta duy nhất có phần thân cũng nghệ thuật và độc đáo.
tại triển lãm. Cuốn video này thì mình chỉ dành riêng chia sẻ cho các bạn chúng ta cùng thưởng thức chi tiết tác phẩm Hậu Ý có phần thân nghệ thuật. Hiện giờ thì cây bắt đầu cho bứt và chuẩn bị cho quả. Rất tiếc thì cây bắt đầu cho bứt thì chương trình triển lãm hội thi cây cảnh đã khép lại. Chứ nếu không chúng ta được thưởng thức cây này có những chùm quả nữa thì quá tuyệt vời. Vì chiều cao của cây ổi này từ mặt chậu lên là 1,5 m và tán rộng là cũng tầm trên 1,5 m. Chúng ta tiếp tục chuyển đến thưởng thức một cây hải sơn tùng. Cây này là của nhà vườn Phương Mai. Đây có một cây si. Đó chú. Cái này là được tạo tác trong một khai kết hợp với bố trí cổng lò. Do số lượng tác phẩm cũng như mình quay cũng khá nhiều cuốn video, có lẽ những tác phẩm mình chỉ đi lướt qua và mình sẽ cố gắng ghi lại một lần nữa để chúng ta cùng thưởng thức vẻ đẹp và những tác phẩm vô cùng độc đáo tại triển lãm. Để các bạn chúng ta thưởng thức. Tiếp tục là một cây hải châu. Cây này thì mình đã ghi hình rồi. Ta đến nha thưởng thức một cái khế. Cây này có tên là Hậu Ý Thụ Sông Trà. Cây này là cũng của anh Nam Hữu Nam. Cây này thì tại trưng bày Mừng Xuân Quý Mão thì mình đã từng ghi hình tác phẩm khế này rồi. Nhưng mà lúc đó thì anh Hữu Nam chưa đặt tên cho cái tác phẩm. Lần này về với triển lãm tỉnh thì anh đặt tên là Hậu Tụ Sông Trà. Số điện thoại của anh Nam là 0927 737 789. Phía dưới anh được thiết kế những viên đá tưởng tượng như là những cục vạc
nó kèm theo cái mẫu chuyện cổ tích là An Khế Trả Vàng, muốn truyền tải đến các bạn cũng khá là thú vị. Để khép lại cuốn video, mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức lại một cái tác phẩm Mai Chiếu Thị. Cây này thì cũng khá là quen thuộc bởi vì mình đã từng ghi hình cây này rồi, và tác phẩm này được đi dự, được đi lên thành phố, được đi dự các triển lãm. Cây này thì quá đẹp rồi. Mình cũng xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.